Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay anh quay cho anh em xem cảnh ghe thu mua chở hết tải nha anh em. Ảnh chạy cùng cái đoạn đường với mình đi từ ở dưới vùng dưới của đảo Phú Quý anh em. Cách đảo Phú Quý 5-70 lý. Thì có nghĩa là mình cùng với ảnh là chạy từ cái vùng khai thác cá lên tới cái vùng mà vô bờ là khoảng 100-70 lý nha anh em. Hướng chạy của ghe mình là đang chạy về hướng Ninh Chữ nha anh em, vô cảng Ninh Chữ. Bởi vì đợt này cá dày cho nên là cảng Kè Né mấy anh em mình vô là rất là chật chội anh em ơi. Đá sắt thì không có, người bốc quát thì cũng không có. Mọi việc làm rất là khó khăn trở ngại anh em. Cho nên là bữa nay mình chịu khó chạy xe khoảng tầm 15-17 lý nữa mình chạy về Ninh Chữ Mỹ Tân luôn nha anh em. Hai khu vực cảng đó mình về mình làm. Về khu vực vô cửa, một là mình sẽ đi vô hướng cửa Khánh Hội. Hai là mình sẽ về khu vực cảng Mỹ Tân. Làm cho nó khỏe và nó nhẹ nhàng hơn anh em. Ở những cái cảng cá Kè Né đợt này thì nó phục vụ cái lượng cá nhiều, cộng thêm ghe mình chụp cho nên là làm rất là vất vả. Đó, ghe này hết tải luôn anh em, mềm luôn. Thì mình cùng với ảnh là chạy lên trên này thì trời nó bớt nờm anh em. Nó bớt nờm do lúc nãy chạy cái vùng mà dưới đảo như là trên đảo một tí xíu là nờm rất là săn, bổ trùm cả ghe ảnh cùng với ghe mình luôn. Thì anh em chạy lên là đa phần khi mà nồm nó bổ xăng quá anh em thì mình cho cái phía bên đốc á, gọi là phía bên phải á, nó nghiêng nghiêng nhiều hơn phía bên lái, bởi vì nồm nó lên xăng nó tạt ngang quá mạnh anh em, nó tạt ngang nó chen nước vô chịu đời ông nổi luôn. Ghe ảnh cũng vậy nè, ghe ảnh lúc nào kia thớ nó cũng bên đốc nó hơi nghiêng nghiêng hơn bên lái một tí xíu. Bên đốc gọi là bên phụ anh em, còn bên lái gọi là bên tài á ha. Bên tài là bên mà anh em lái xe ô tô á, hoặc là chúng ta đi xe máy thì cái bên trái trở thành cái bên chính của chúng ta ha. Đó, ghe chạy khẩm mềm, chạy hết được rồi làng. Vô tới đây là làng. Khi nó khẩm cái lái nó cao anh em, nó ọt lái nó ít ăn lắm, mà cái mũi nó nặng nó găm nước đó. Nên là chúng ta giữ lái cho vững chứ không là nó rất là lạng. Đó, mình chạy cái quãng đường 100-70 lý thì mình chỉ đổi ghe anh em lái mỗi người một xíu thôi, chứ mình cũng không mà đỡ anh em lái lâu. Anh em trên ghe thì họ hết buồn ngủ thì họ thay phiên họ lái cho mình, nhưng mà cái đoạn đường nó rất là xa, cộng thêm cái ghe của mình thì chở cái tải nó đang nhiều cho nên là mình ngủ khoảng tầm một tiếng nửa tiếng là mình sẽ trực giấc dậy đi kiểm tra mọi thứ anh em. Thứ nhất là nước non trên ghe, thứ hai nữa là mình chạy mồi gió cao nó có sự que đập đó, nên là mình kiểm tra, bởi vì mình đi cái đoạn đường rất là dài và mình kiểm tra máy nữa anh em, đỡ cho máy nó khỏi bị rubber và khỏi bị đứt nước ngọt nha anh em. Bởi vì chạy cái đường xe những cái ống nước, những cái co nước là nó sẽ chịu đời không có nổi. Bởi vì anh em mình chạy cái đoạn đường 100-70 lý nhưng mà mình chạy là hầu như là gần hết ghe nha anh em, chỉ chừa lại khoảng tầm 200 ghe thôi, khoảng tầm 200 ghe. Nhưng mà cái thói quen của mình mà khi đi gần vô tới bờ á, là mình chỉ còn chừa lại 150 mới hoặc 100 ghe thôi, để cho mình tranh thủ đi vô bờ sớm anh em. Để vì lên cửa biển mà cái trời mà nó sập tối á, mình rất là sợ.
anh em biết chở một cái ghe cá khẩm như thế này vô cửa là cái dòng nước cửa nó đi ra, hoặc là cái dòng nước cửa nó đi, nó đẩy vào cái lúc nước cạn hoặc là lúc nước nó đang lớn thì cái dòng nước nó đẩy ra đẩy vào rất là mạnh, và cộng thêm cái dòng nước ở cửa biển nó cạn nữa là cái việc mà xây trở lái nó rất là khó. Mà anh em biết nhiều cái cửa biển là nó rất là hẹp, ví dụ như cửa biển Phan Thiết nè nó cũng rất là hẹp, cửa Kè Né thì nó cũng hẹp nhưng mà nó cũng dễ xây trở hơn cái cửa Phan Thiết. Nói chung cửa Kè Né thì theo mình là không có cái vấn đề gì, đặc biệt là những cái khu vực mà cửa xấu á, cho nên là mình còn bao nhiêu gần tới bờ là còn bao nhiêu ghe là anh em đẩy chạy hết đó. Anh em thấy trong ghi chở khẩm mà chạy xương bô luôn, anh em chạy xương gọi là hầu như là gần cứng ghe luôn, chỉ thiếu thêm một xíu ghe nữa là trèo khối đóng ra thôi. Chạy cái đoạn đường nó rất là xa, hơn 2 độ, 100 mấy chục lý, cũng gần 150 lý, nhưng mà anh em chạy keo ghe cho nên là mình sợ cái máy nó chịu đời không có nổi đó. Bởi vì trước cái ngày mà anh em chở cá chạy lên thì một số anh em là từ Kè Né đã vừa mới chạy xuống, cũng chạy 100 mấy lý xuống tới chỗ thì gặp cá, thì anh em tiếp tục lấy cá và chạy 100 mấy lý lên nữa, trong cái tình trạng lúc nào cũng keo ghe hết. Nguyên một đêm đó là mình xây trở, mình dắt ghe dắt lái là cái máy nó hoạt động hầu như là không ngừng nghỉ anh em. Cho nên là làm người tài công đường dài đối với cái người thu mua thì anh em phải kiểm tra máy móc ghe cộ chạy đường dài, đối với những cái ghe mà nó hết tải anh em, khi chiếc ghe nó hết tải là nó sự chịu đựng nó khác so với chiếc ghe mà chúng ta chở chúng ta còn tải. Anh em thấy ghe vô gần tới bờ, vô tới bờ mà thấy núi á, cái cảm giác của một cái người mà cầm lái một chiếc ghe mà khẳng mềm, cảm giác nó nhẹ nhàng lắm em, nó cảm thấy nó thoải mái. Nó còn khoảng cỡ trên 10 lý nữa hoặc là còn khoảng tầm 20 lý nữa là thấy, nếu mà thời gian nó còn hơi sớm á, thì chúng ta có thể bóp nương ghe một tí xíu, bóp nương ghe một tí xíu cho cái máy nó chịu đựng, máy nó chịu đựng chứ có chuyện gì là khổ trăm rồi. Thì từ nửa đêm qua mà mình chạy tới bây giờ anh em là nó phải tầm 15 tiếng rồi. Mình chạy 3 giờ sáng, lúc 3 giờ sáng mà bây giờ là 5 giờ chiều anh em. Chạy 15 tiếng rồi, chưa tới cảng. Thì nếu mà tới Kè Né thì chỉ còn mình chạy ở tầm 14-15 tiếng là tới Kè Né, nhưng mà giờ mình chạy về hướng Mỹ Tân Khánh Hội cho nên là mình sẽ chạy thêm vài tiếng nữa. Phía bên ngoài có xuất hiện dòi rồng nè anh em ơi đó. Thấy cái tè của dòi rồng ghe mình chạy hướng phía bên trong dòi rồng, không biết là cái dòi rồng này xây ở cái gì tới khu vực ghe. Dòi rồng nhìn rất là xe nha anh em, rất là xe, mình zoom lại rất là xe, nhìn nó nhỏ chứ lại gần nó, cái tầm giữa cái lòng dòi của nó bờ nguyên ghe nó đi chuyện bình thường đó. Tầm xây của nó anh em đấy, trời sắp rê dông rồi. Trời cuối mùa chuyển động anh em, một ngày từ dưới chạy lên là không biết bao nhiêu cây dông mà nói một ngày tầm 5-6 cây dông, mỗi lần rê dông là nó lượng kinh khủng lắm.